Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tinh xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả vẫn tin cập nhật liên quan đến tình hình ở Ukraine. Hôm thứ Sáu vừa rồi, chúng tôi gửi đến quý vị hình ảnh của ông Tổng thống Vladimir Putin. Mình cũng không ngờ là ông vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của cử tri người dân Nga cầm cờ vẫy. Và ngay cả người trên đài truyền hình Fox là ông Hannity, đó, người ủng hộ ông Trump, cũng phải tuyên bố. Hóa ra là Putin bây giờ áp dụng chiến thuật tương tự như ông Trump, tức là vận động người dân. Tuy nhiên, theo những phóng viên có mặt tại chỗ thì họ thấy có một cái điểm, họ cũng ngạc nhiên khi thấy số người mà cảnh sát báo đó là 200.000 người ở bên trong hí viện mà lớn nhất, vận động trường lớn nhất đó, là lên tới 95.000 người, bên ngoài cũng có cả 100.000 người khác kéo về nữa. Có một chi tiết nhỏ, họ nói rằng đa số những người này tới đây đó được trả tiền, thưa quý vị. Bởi vì các phóng viên họ nói khi mà xong rồi đó thì có nhiều người, nghĩa là ông vừa nói xong một cái đó là thay vì ngồi ở lại để coi chương trình ca nhạc thì người ta túa nhau, người ta bỏ đi, người ta chán rồi. Nhưng mà Kha ra ngoài cổng á thì người nào người đấy vẫn cầm trong tay cái ticket và họ tìm đến cái quầy vé để đổi lấy đồng ruble. Và đổi ra được mấy trăm cái ruble đó, 139 ruble thì bằng 1 đô la. Cho nên cái đồng ruble của Nga bây giờ nó chỉ dưới 1 sen so với đồng đô la Mỹ. Nhưng mà 5 đô la mua sắm vào thời điểm này cũng còn được. Đó là lý do họ tập trung đông đảo đến như thế. Và trong cái phần mà xuất hiện đó, tự nhiên họ thấy đang chương trình đang live trực tiếp, tự nhiên nó bị khựng lại. Quay sang một cái cảnh tự nhiên có ban nhạc đang chơi. Thì có một cái điểm đó họ nói có thể là có ai tin tặc hay là có ai đó phá rối và khiến cho cái việc phát ảnh của đài truyền hình bị hư. Bên cạnh đó, tin tặc mới đây họ cũng báo cho biết là họ hy vọng những cái nỗ lực của họ tấn công vào cái hệ thống Internet của Nga là thành đạt một phần nào đó. Bởi vì họ nói trên các trang mạng và kể cả email của người dân và số điện thoại nữa mới ghê, thưa quý vị. Họ lấy được không biết bao nhiêu triệu cái hồ sơ của người dân Nga và thay cho cái cơ quan truyền thông, đài truyền hình, đài phát thanh của Nga. Họ gửi những cái tin nhắn về tình hình thực sự mà binh sĩ Nga chết hàng loạt ở ngoài tiền tuyến và kể cả cái sự thất bại của Putin ở bên ngoài như thế nào. Họ gửi, có thể có những người Nga mà cầm cờ ủng hộ trong Putin không tin tưởng. Nhưng quý vị tưởng tượng xem, tự nhiên mình đang đi thì đi thấy hiện lên tất cả những hình ảnh binh sĩ Nga chết, rồi xe tăng Nga, rồi toàn những tin tức ảm đạm về Nga gửi qua điện thoại của mình. Tin tặc họ làm được điều đó, họ nói biết bao nhiêu triệu người Nga đã nhận được và họ hy vọng những người Nga này hiểu thêm một phần nào về tình hình chính sự của Ukraine. Thứ hai nữa, tin tức ngày hôm nay đó, bởi vì Nga đang thất bại lớn ở Ukraine mà họ đang tìm lối thoát. Cho nên các chuyên gia nước ngoài họ nói rằng Putin đang chuyển sang kế hoạch B, tức là plan A thất bại thì bây giờ chuyển sang plan B. Mà khi mà chú vị nghe đến chữ plan B tức là mình thê thảm lắm, làm ăn đang thất bại hoàn toàn thì phải chuyển sang cái kế hoạch B. Làm thế nào? Một là chuyển nhượng cơ sở, bán cơ sở, hai là đóng cửa, đó là plan B. Thì bây giờ tương tự như vậy, Putin bây giờ làm sao rút quân êm thấm mà vẫn gửi thông điệp là chúng ta chiến thắng ở Ukraine,
Cho nên bây giờ họ tin là Putin muốn đi đến giải pháp hòa bình với Ukraine, nhưng mà ngoài mặt vẫn còn đưa ra các yêu sách rất là khó cho Ukraine chấp nhận. Trong đó là gì? Yêu cầu Ukraine phải chấp nhận cái bán đảo Crimea là thuộc về Nga, tức là nhường đất một cách vô lý, chưa kể là bên phía sườn đông phải nhường lại cho Nga luôn, tức là vùng Donbass và bên phía đông Donbass là Luhansk ở phía bắc. Thứ hai nữa đó là yêu cầu Ukraine phải trở thành quốc gia trung lập. Cái tin tức này quý vị cũng đã nghe là ở trung lập, giống như Thụy Điển với lại Phần Lan đó, là kể cả Đan Mạch nữa là trung dung, tức là không có nằm phe nào, và họ cũng không có gia nhập tổ chức Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Thì như vậy thì Ukraine mới đồng ý rút quân. Những cái yêu sách này đến giờ phút này thì ông Zelensky không đồng ý. Và trong khi đó thưa quý vị, sáng ngày hôm nay tờ The Guardian cho biết là họ nhận được tin tức là mật vụ ở tại Ukraine bây giờ họ đang có một số tin đồn cho biết là một nhóm những thân tín của Putin, gồm những tỷ phú mà hiện nay cái nguồn tài chính, tiền bạc, tài sản của họ bị ảnh hưởng nặng nề đó. Bây giờ họ đang chán ngán với cái chuyện mà bị lệnh trừng phạt của phương Tây, họ đang âm mưu muốn lật đổ Putin thưa quý vị, và lập ra một cái nền kinh tế thân với chính quyền, với lại các quốc gia của phương Tây. Thì đó là phía nguồn tin mật vụ Ukraine cho biết như vậy. Họ nói rằng những cái người này họ đang lập ra một cái âm mưu, đó là giết chết Putin bằng mọi cách, hạ độc, chết bất đắc kỳ tử hoặc là tai nạn thưa quý vị. Và cái nhân vật kế tiếp mà họ nhắm đến để mà lên kế thừa Putin là ông director của mật vụ Nga. Ông này có cái tên là Alexander Brodnikov thưa quý vị. Cái lý do tại sao thì bây giờ đó, phía mật vụ của Ukraine họ nói như thế này: Putin vốn rất là tin tưởng ông Brodnikov này, và cái cơ quan của Brodnikov thì chịu trách nhiệm cho cái vụ tấn công ở tại Ukraine, khi mà Brodnikov đưa ra những cái bản đánh giá về cái lòng của người dân Ukraine cũng như là sức mạnh của quân đội Ukraine. Phía Brodnikov cho rằng phía Ukraine rất là yếu kém và người dân rất dễ cai trị, cho nên mới khiến cho Putin quyết định đưa ra cái cuộc xâm lăng. Tuy nhiên bây giờ đó, Putin thì đang đay nghiến Brodnikov bởi vì đã đưa ra một cái báo cáo hoàn toàn sai lầm, khiến cho phía Nga bây giờ đang xa lầy trong cái cuộc chiến này. Và mỗi một ngày kéo dài ra đó, phía Nga đang bị tổn thất về tiền bạc rất là nhiều. Thì chính vì vậy mà bây giờ phía những cái tin đồn cho rằng Putin đang rất là bực bội với Brodnikov và có ý muốn sau cái chuyện này đó có thể là sẽ thay thế Brodnikov. Thì chính vì cái thứ nhất ông này đó, ông Brodnikov, ông cũng không có muốn bị mất chức hoặc là bị trừng phạt bởi Putin. Và thứ nhì nữa là cái nhóm các tỷ phú bây giờ đang thấy là cái đường hướng của Putin đang đi ảnh hưởng trực tiếp vào cái túi tiền của họ, cho nên nó mới đưa ra cái tin này, nhưng mà không biết cái độ chính xác thì đến đâu. Thực sự thì bản tin ghi nhận là thứ nhất là bên Putin đã cho bắt một tay trùm tình báo, thay đổi công việc, có thể là sa thải luôn cả ngàn nhân viên trong các cơ quan. Thứ ba nữa, kiểm soát tất cả những ai ra vào, và đầu bếp của Putin cũng không tin tưởng như trước đây nữa. Tất cả những cái món ăn của Putin bây giờ giống như cái thời xa xưa, thời vua chúa, cho mày ăn trước, có chết không? Ăn xong rồi, không chết, ok, tao ăn. Thì đó là chuyện của Putin. Và đó là giải thích ngay từ thời điểm đầu. Ông họp với ai là ông ngồi cái xa cái bàn 20 thước luôn. Là như thế. Đầu óc bây giờ đang sợ chung quách, không tin ai hết. Và người ta nhắc lại cái câu nói của Stalin, cái kẻ mà đã giết cả mấy triệu bỏ đói người Ukraine, người thù hằn Stalin đến giờ phút này đó. Stalin nói không có tin ai hết. Và Putin bây giờ y chang cái hành động của Stalin lúc trước. Chưa hết thưa quý vị, chết 1.000 người binh sĩ bị thương khoảng đó mỗi một ngày với cái tình hình chiến sự này, bởi vì muốn chiếm một đất nước hay bất cứ một thành phố nào phải đưa bộ binh vào mới gọi là chiếm, chứ còn cứ thả bom hoài thì không thể nào chiếm được cái khu vực đó đâu cả. Thêm một đề đốc
của lực lượng hải quân Nga hôm nay đã bị giết chết, 51 tuổi. Ông này bị bắn chết ở gần Mariupol, bản tin cập nhật ngày hôm nay. Thêm một cái tin tức mà cho thấy đến giờ phút này nếu ông này chết đó, thì là sẽ là vị tướng thứ 5 hay thứ 6 gì rồi. Và tướng thì cứ chết, mà binh sĩ thì bây giờ không muốn đánh nữa. Làm sao mà có thể chiến thắng được? Còn nhiều tin tức lắm, thế nhưng mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com cũng như theo dõi phần tin tức buổi chiều. Chúng tôi có thêm các bản tin cập nhật liên quan đến tình hình chính sự của Ukraine. Thế nhưng mỗi thứ hai chúng lại đón tiếp anh Anthony liên quan đến nguồn đầu tư hầu bao của quý vị. Tạm chia tay với Thảo Yên. Xin cảm ơn anh và kính chúc quý vị đầu tuần làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.